Rồi Giang chào cô chú anh chị và tất cả mọi người nha. Trả lời video hướng dẫn công thức món ăn của Giang ngày hôm nay nha. Đó, ngày hôm nay Giang sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người một cái công thức, đó là sốt ốp nướng BBQ nha mọi người. Đó, cô chú anh chị và mọi người thường thường hay đi ăn mấy cái quán mà dạng như buffet á, nó có cái món nướng á là để nướng lên tại bàn á. Hôm nay Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người cái sốt nướng đó nha. Đặc biệt là cô chú anh chị có thể là mình dùng cái sốt nướng đó, mình thể mình kinh doanh được nè, nấu ăn, mình nướng ăn tại nhà được nha. Nếu mà mình làm tại nhà thì mình chia nhỏ công thức và định lượng xuống nha mọi người. Thôi thì để không mất thời gian mọi người thì Giang sẽ đi vào bếp làm theo hướng dẫn đây. Rồi đi vô mọi người ơi. Rồi cô chú anh chị nào cảm thấy yêu thích video hướng dẫn món ăn của Giang thì cho Giang xin một đăng ký kênh và một like nha mọi người. Đó, nguyên liệu chính hôm nay thì Giang có chuẩn bị là ba lạng sả nha. Cái là sả thì Giang lấy cái gốc đó mọi người, Giang cắt quanh quanh ra cho nó thơm. Ba lạng sả, hai lạng hành tím. Hành tím mình chọn củ á, cho mình cắt múi ra cho dễ xay. Này là hai lạng, hai tầm lam, hai lạng tỏi luôn nha mọi người. Và đây có 8 trái ớt sừng không cay. Và đây Giang cho một củ gừng nhỏ nhỏ nha mọi người, cắt lát nha. Đó. Gồm có sả nè. Hành tím, tỏi và ớt sừng không cay. Và đây có hai trái ớt hiểm cay nha mọi người. Thì mọi người mà không muốn nó cay nhiều thì mọi người cho hai trái thôi. Còn mọi người muốn nó cay nhiều hơn nữa, cay ít thì cho hai trái, cay nhiều thì cho nhiều nha mọi người. Đó. Ok. Qua đây mọi người phải chuẩn bị một cối xay sinh tố nữa nha. Ở đây ba lạng dầu hào Maggi nha mọi người. Và một bịch cà ri. Cà ri này là cà ri khô nha. Đã Giang cắt rồi, lỡ tay đập rớt. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xả vô trước cái này, Giang có thể Giang xay hai lần nha mọi người. Rồi. Trước tiên thì mọi người cho cái cà ri khô vô đây luôn nha. Cho hết luôn một bịch luôn. Đó. Giang hướng dẫn video cụ thể luôn cho mọi người dễ làm. Dầu hào mọi người, dầu hào Maggi ba lạng mình cho hết vô cối luôn. Ok. Kế tiếp thì gừng nha mọi người. Nói chung là mình cho vô hỗn hợp này vô hết trơn luôn á để mình xay lên á. Gừng. Xong rồi ớt. Xong rồi sả. Cho vô hết luôn. Cho sả vô trước nha mọi người. Đó, rồi tiếp tục thì hành tím. Rồi tỏi luôn nha mọi người, tỏi cũ luôn nha, cho vô đây luôn. Rồi cái này chắc xay một lần là được rồi. Giờ Giang sẽ đi nêm gia vị vô đây nha mọi người. Tới phần nêm nếm gia vị nha mọi người. Đó, lại là cái muỗng này nha. Có cái muỗng này thì mọi người cho Giang là bột ngọt nha mọi người. Một muỗng. Và đường nha mọi người, đường thì hai muỗng. Cái này là mọi người đừng sợ nướng nó không có cháy đâu. Không. Rồi xong. Rồi qua đây thì dầu ăn nha mọi người. Đó. Dầu này nãy cũng còn mới, dầu nãy Giang phi tỏi xong nó có màu hơi vàng vàng thôi à. Dầu ăn thì mọi người cho Giang hai vá này thì tương đương tầm độ gần 6 lạng dầu ăn nha mọi người. Đó. Rồi tiếp tục nữa là ớt nha mọi người. Ớt không cay cho đây luôn. Cái này là Giang dưới hướng dẫn công thức một phần nha mọi người. Rồi bỏ đây luôn rồi mình xay lên nha. Rồi ok, cho hỗn hợp vô đầy đủ luôn. Xong nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái màu nó vàng rực không? Thì mình ốp với các món thịt nè, như tôm đồ á, ốc sò đồ mình ốp vẫn được nha mọi người. Bảo quản thì mình cứ bỏ vô trong tủ mát thôi. Rồi giờ Giang sẽ đổ ra cái thau nha mọi người. Đó. Rồi, anh chị ốp cái mình múc cái vá cái mình ốp thôi, không? Nó đơn giản thôi. Mình quét lên miếng thịt ra là con tôm gì đó. Xong mình đặt lên bàn mình nướng thôi cô chú anh chị. Nè. Màu sắc của nó như vậy nè. Mình cứ bỏ vô tủ mát mình xài dần thôi.
Anh chị nào muốn ấy thì mình chia nhỏ công thức lại, chia nhỏ định lượng lại mình sai thôi. Rồi. Rồi thành phẩm của nó là như vậy nha mọi người. Mình quay cận cảnh nha mọi người xem. Cái này á, nếu mình nướng tại bàn á, nướng lên là nó bốc khói lên nó thơm dữ lắm nha mọi người. Rồi. Ok. Vào đây nha mọi người, hôm bữa Giang cũng có quay cái video mà chiên cơm á, có mấy cô chú anh chị cũng hỏi cái chảo này mua ở đâu á, cái chảo này chiên cơm rất là tuyệt vời luôn anh chị. Là mình về mình tráng dầu nóng là nó bóng lửa là chiên cơm tối ngày luôn. Anh chị có muốn mua cái chảo này thì em có gắn cái đường link của bên TikTok Shop ở dưới cái phần mô tả. Em mua hộ em cái này là có rẻ lắm, có ba tầm bốn mấy ngàn à, có cán cầm nè, đó lắc là chắc chắn, cái là size 40. Đó thì thôi giờ em kết thúc cái video tại đây nha, chúc tất cả mọi người và cô chú anh chị làm theo video hướng dẫn của Giang thành công nha. Sốt này nướng BBQ với mọi người. Ok. Bye bye mọi người.